Thank you.
nạp tiền và rút lợi nhuận từ Olintrade mà không mất phí hoa hồng. Để thực hiện nạp tiền, tôi truy cập vào mục nạp tiền và chọn phương thức tiện lợi nhất để bắt đầu giao dịch. Tôi nạp vào một khoản tiền vừa phải, tôi chọn hướng di chuyển của tỷ giá tăng hay giảm, sau đó mở giao dịch. Nếu dự báo này chính xác, tôi sẽ kiếm được đến 92% của số tiền giao dịch. Để rút tiền, tôi truy cập vào mục rút tiền và chọn phương thức tiện lợi nhất. Cho dù tôi có đang ở Ấn Độ, Nigeria hay Philippines thì cũng chẳng quan trọng, tôi rút tiền nhanh chóng và miễn phí. Cài đặt ngay.
Thank you.